Ngày 11 tháng 8, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, công ty đã ghi nhận một số nội dung lừa đảo tiền điện qua điện thoại bằng các chính sách hoàn tiền. Các chính sách hoàn tiền mà các đối tượng lừa đảo đã sử dụng, như điện lực quyết toán dôi dư nên hoàn tiền cho khách hàng, điện lực tính toán nhầm hóa đơn của khách hàng, có đoàn thanh tra nên điện lực phát hiện ra sai sót trong ghi chỉ số và tính hóa đơn khách hàng thuộc diện được hoàn tiền. Để được hoàn tiền nhanh chóng, đối tượng lừa đảo hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng hoặc truy cập website không phải của ngành điện để nạp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, được cung cấp từ 5.000 đến 10.000 đồng để có số tài khoản và được hoàn lại tiền. Ngoài ra, đối tượng lừa đảo còn đe dọa cắt điện nếu khách hàng không nộp tiền, giả mạo EVN CBC nhắn tin cho khách hàng với nội dung nợ tiền điện. Ngoài ra, trường hợp nếu có sai sót trong quá trình ghi chỉ số công tơ dẫn đến sai lệch sản lượng điện sử dụng trên hóa đơn tiền điện, như tiền điện tăng cao, công ty sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để xác nhận lại sản lượng điện tiêu thụ và tiền thu thừa của khách, có biên bản làm việc, sau đó sẽ thực hiện các thủ tục trả lại tiền thu thừa cho khách hàng, phát hành hóa đơn thoái hoàn.